Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 141 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Sau đây sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong ngày trong phần nhật ký 141. Mời quý vị cùng theo dõi. Xuất phát từ nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô, đặc biệt là tại một số huyện ngoại thành, sáng nay được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an thành phố, Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã triển khai Trung đội Cảnh sát cơ động thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 3 để đóng quân tại thị xã Sơn Tây. Với biên chế gồm 16 chiến sĩ, Trung đội Cảnh sát cơ động sẽ có nhiệm vụ chính là đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các Trung đội Cảnh sát cơ động cần phối hợp ngay với Công an huyện Ba Vì và Công an thị xã Sơn Tây nghiên cứu, xây dựng các phương án, kế hoạch nhằm đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, giải quyết các điểm nóng phức tạp về tình hình tội phạm. Đồng thời, Trung đoàn Cảnh sát cơ động cần động viên cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết vững mạnh. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, qua 9 tháng của năm 2019, từ ngày 15 tháng 12 năm 2018 đến ngày 14 tháng 9 năm 2019, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện xử lý 78.117 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, 239 trường hợp lái xe dương tính với ma túy. Hiện tình trạng lái xe sử dụng cồn, ma túy, chất kích thích vẫn cao do các doanh nghiệp chủ xe quản lý lỏng lẻo, còn tình trạng khoán trắng cho lái xe thông qua doanh thu. Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số 46 sau hàng loạt vụ tai nạn giao thông do lái xe có nồng độ cồn trong máu. Mức phạt hành chính lên đến 40 triệu đồng đã được nhiều người dân ủng hộ, đang được Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến từ các bộ, ngành. Theo đó, với xe ô tô các loại, nếu vi phạm mức 3, mức cao nhất vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc trên 0,4mg trên 1 lít khí thở, tài xế ô tô sẽ bị phạt 30-40 triệu đồng, tăng hơn 20 triệu đồng so với mức phạt hiện nay, đồng thời tước bằng lái xe 22-24 tháng thay vì 4-6 tháng hiện nay. Đây cũng là mức phạt được áp dụng với người điều khiển xe dương tính với ma túy. Chiều qua ngày 16 tháng 10, tổ công tác Y4141 của Công an thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ tại đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã phát hiện một người đàn ông đi xe máy phân khối lớn hiệu Yamaha FZ150i mang biển kiểm soát 29H139691 có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi quần bên phải của đối tượng có một khẩu súng tự chế dạng ống kim loại, có lò xo, cò bắn và hai viên đạn. Trong ví của đối tượng có một gói chất bột màu trắng nghi là ma túy. Khi mở cốp xe máy của người này, cảnh sát tiếp tục phát hiện một chiếc vam phá khóa. Danh tính của người đàn ông được làm rõ là Phạm Hùng Đại, sinh năm 1978, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai. Đại khai rằng y đã có 3 tiền án về các tội liên quan tới ma túy, trộm cắp và tiêu thụ tài sản gian. Đáng chú ý, khi bị bắt giữ, Đại mang trong người chiếc chứng minh nhân dân, ghi tên là Vũ Đức Trường, sinh năm 1973. Đối tượng trên khai nhận rằng anh ta đang trên đường đi tìm con mồi là những chiếc xe máy đắt tiền để sơ hở nhằm bẻ khóa lấy trộm. Khẩu súng tự chế mang theo là để sẵn sàng rút ra chống trả nếu bị phát hiện. Còn gói bột trắng trong ví người này là ma túy đá do anh ta mua về để sử dụng. Công an thành phố Hà Nội đã triển khai thêm 15 tổ công tác 141 để phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố, Quốc hội và đảm bảo cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp cuối năm. Với 15 tổ công tác 141 mới, Hà Nội sẽ có tổng cộng 30 tổ công tác 141, gồm các lực lượng liên quân cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, do một chỉ huy cảnh sát giao thông làm tổ trưởng. Việc tăng cường lực lượng 141 tham gia vào nhiệm vụ mới không chỉ giúp thành phố đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mà qua công tác kiểm tra xử lý vi phạm, lực lượng liên quân sẽ kịp thời phát hiện, bắt giữ những đối tượng lợi dụng quá trình tham gia giao thông để phạm tội. Kết quả nổi bật trong 9 tháng và quý 3 năm 2019 đó là phòng chống hiệu quả ùn tắc và tai nạn giao thông. Kết quả xử lý vi phạm luật giao thông của Phòng Cảnh sát Giao thông đạt cao, trong đó đã kiểm tra xử lý 152.149 trường hợp vi phạm, phạt hành chính tổng số tiền hơn 38 tỷ 352 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2018 tăng 299%, tạm giữ 3.610 phương tiện và 31.440 bộ giấy tờ, tước giấy phép lái xe 5.442 trường hợp. Những kết quả đó đã góp phần kéo giảm sâu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Qua thực tiễn hoạt động của lực lượng 141 từ khi thành lập đến nay, thì thấy rằng là chủ trương ra đời của lực lượng 141 là đúng đắn và kịp thời, đã giải quyết được từ thực tiễn đòi hỏi của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đây cũng là thời điểm tăng cường lực lượng kiểm tra xử lý vi phạm, kiềm chế tai nạn giao thông những tháng cuối năm, trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020. 15 tổ cảnh sát 141 mới sẽ tổ chức linh hoạt, không cố định trên tuyến địa bàn nào mà hàng ngày theo rà soát của lực lượng cảnh sát hình sự, công an quận, huyện, phường thấy có dấu hiệu bất thường nổi lên vi phạm an toàn giao thông, an ninh trật tự của địa bàn nào
thì sẽ bố trí các tổ công tác đặc biệt 141 ở địa bàn đó, kịp thời ngăn chặn xử lý các loại tội phạm vi phạm pháp luật trên địa bàn. Tới đây bản tin 141 ngày hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.